Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Sau đây là những tin chính sẽ có trong chương trình hôm nay. Giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự lễ khai giảng đầu năm học mới 2019-2020 tại Thái Bình. Gala tiếp sức đến trường, nơi lan tỏa những tấm lòng nhân ái vì học sinh nghèo. Coi trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp về thăm làm việc và dự lễ khai giảng năm học mới tại tỉnh Thái Bình, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác trong khuôn viên quảng trường Thái Bình. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, lãnh đạo thành phố Thái Bình đã thành kính thắp hương, kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời của Bác là biểu tượng cao đẹp của chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam. Người còn có tinh thần quốc tế trong sáng, không ngừng đấu tranh vì sự tiến bộ của nhân loại, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, hội tụ tinh hoa văn hóa Việt Nam. Trước anh linh Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo nguyện sẽ mãi đi theo con đường cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, nêu cao quyết tâm chính trị, vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Cũng trong sáng nay, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã về dự lễ khánh thành công trình trường tiểu học Lý Nam Đế, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà và dự lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 với giáo viên và học sinh nhà trường. Cùng dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trường tiểu học Lý Nam Đế tiền thân là trường tiểu học Hồng Minh được thành lập từ năm 1993, thực hiện chủ trương về việc lấy tên các danh nhân lịch sử văn hóa đặt tên cho các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà. Tháng 8 năm 2011, trường tiểu học Hồng Minh được mang tên trường tiểu học Lý Nam Đế, tên một vị vua đầu triều Tiền Lý, có công đánh dẹp ngoại bang, mở mang bờ cõi, lập nên nước Vạn Xuân, xây dựng một triều đại cường thịnh trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Ngôi trường cũng là nơi từng đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh ưu tú, trong đó có nhiều cựu học sinh đã trở thành chính khách, giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh và huyện. Nhiều người là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, chuyên gia đầu ngành, nhà khoa học, doanh nhân thành đạt, có nhiều đóng góp cho quê hương đất nước. Năm học mới 2019-2020, trường tiểu học Lý Nam Đế có gần 600 em học sinh, được chia thành 20 lớp thuộc 5 khối lớp. Sau khi đánh hồi trống khai giảng năm học mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tặng hoa và quà cho trường tiểu học Lý Nam Đế, đồng thời cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình trực tiếp trao 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, các em học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã cắt băng khánh thành, trồng cây lưu niệm và tham quan ngôi trường mới. Đây là năm học đầu tiên mà giáo viên và học sinh trường tiểu học Lý Nam Đế được dạy và học trong ngôi trường mới khang trang, là một tòa nhà 3 tầng với 18 phòng học do Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cùng các nhà tài trợ khác xây tặng với tổng giá trị gần 33 tỷ đồng. Đây là sự khích lệ động viên rất lớn để giáo viên và học sinh nhà trường thi đua dạy tốt học tốt, đạt nhiều kết quả cao trong năm học mới. Những thông tin về ngày khai giảng trên toàn tỉnh Thái Bình chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh vào phần sau của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trước đó vào tối qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức đêm gala tiếp sức đến trường lần thứ hai.
Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các địa phương và doanh nghiệp, cùng các em học sinh từ 8 huyện, thành phố. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức. Đêm gala đã đưa những khán giả có mặt ở hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, cũng như khán giả theo dõi trực tiếp trên kênh sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ xót xa, thương cảm với những mảnh đời bất hạnh, cho đến niềm hạnh phúc vỡ òa khi chứng kiến sự trở lại của 89 em nhỏ trên sân khấu, nhưng với hình ảnh mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, dạng người hơn. Sau khi được chương trình biết đến, em là một đứa cháu rất là thiệt thòi, trên người lại mang cho mình một khối u lớn. Việc đi lại cũng như là sinh hoạt thì em gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà nhờ chương trình tiếp xúc tới chưa biết đến, là em đã được mọi người giúp đỡ, đặc biệt là sau khi phẫu thuật, em cảm thấy mình sức khỏe của mình đỡ hơn nhiều và bình thường như các bạn trẻ khác. Bố mẹ mất từ sớm mà đây em đang gọi bác ruột. Và từ khi chương trình này về đã ủng hộ em rất nhiều sách vở và giấy bút và những nghề vật khác ạ, giúp em có thể đến trường bằng bạn làm bè. Hạnh phúc của Quỳnh, của Lâm cũng là niềm vui chung của tất cả những tấm lòng hảo tâm khi biết sự ủng hộ của mình được sử dụng hiệu quả đúng mục đích. Em Quỳnh là một trong những, và một số em nữa là một trong những điển hình mà đến hôm nay gặp lại em thì tôi rất là phấn khởi. Thì tôi đã từng trực tiếp đến trường kêu gọi một số doanh nghiệp nữa để hỗ trợ cho em để cái việc mà phẫu thuật được như ý muốn. Dẫu biết rằng tất cả chúng ta đều không thể chọn cho mình nơi sinh ra, giống như hoàn cảnh éo le của 89 em nhỏ trong chương trình. Nhưng bằng tình yêu thương, đùm bọc của toàn xã hội, những hạt mầm được gieo bằng lòng thiện và sự tử tế thì sẽ nhân lên gấp bội những niềm vui mỗi con người. Một điều có thể nhận thấy đó là quy mô của chương trình thì ngày càng được mở rộng hơn, tạo nên một cái hiệu ứng rất là lớn cho chương trình. Tôi cũng rất là muốn chia sẻ cái niềm vui ngày hôm nay với các đồng nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình, mà ở đây là cái sự đoàn kết gắn bó hiệu ý và hơn hết là cái tác phong làm việc chuyên nghiệp. Tại đêm gala, các đồng chí Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao 89 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho 89 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại đêm gala, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ quỹ tiếp sức đến trường trên 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được quỹ tiếp sức đến trường dành để chia sẻ, động viên, nâng cánh cho những hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường tới trường. Trong chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với huyện Vũ Thư về xây dựng huyện nông thôn mới. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Đến nay, huyện Vũ Thư đã có 29 trên 29 xã có quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đã đạt 5 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, 4 tiêu chí đang hoàn thiện, gồm quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa giáo dục và môi trường. Tại buổi làm việc, có 11 ý kiến tham gia đóng góp đánh giá về những tiêu chí mà huyện Vũ Thư đã đạt được, đặc biệt là những tiêu chí đang thực hiện, cần các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, phấn đấu trong quý tư năm 2019, huyện Vũ Thư được tỉnh và trung ương thẩm định công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Đánh giá cao những nỗ lực của huyện Vũ Thư, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý 6 nhiệm vụ mà huyện cần thực hiện ngay để có thể hoàn thành các tiêu chí. Phải ra soát, đánh giá lại các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lãnh đạo, phòng ban phụ trách các tiêu chí. Trên cơ sở đó, xác định đúng thời gian để đôn đốc thực hiện, hoàn thành theo đúng tiến độ, nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định, tránh nhanh vội dẫn đến môi trường nông thôn không bền vững. Tôi đề nghị là chúng ta phải có cái giải pháp để mà chấn chỉnh cái bộ mặt của nông thôn của huyện. Các đồng chí phải thành lập một cái đội, đúng không? Giao cho đoàn thanh niên, hội phụ nữ
đấy, đi kiểm tra từng cái tuyến đường của huyện, từng tuyến đường của xã, đấy, có ý kiến về tổng hợp lại báo cáo với đại ban thường vụ huyện ủy để có chỉ đạo. Đấy, trong thời điểm này là phải gắt gao, phải quyết liệt về cái việc chấn chỉnh cái bộ mặt. Làm sao bây giờ đi tất cả các tuyến đường của huyện chỗ nào nó cũng sạch sẽ, còn tôi nghĩ là không cần phải đầu tư nó to lớn nhưng mà trông nó sạch sẽ, nó khang trang là được. Đồng chí cũng giao các sở ban ngành chủ động phối hợp, cử cán bộ xuống cùng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để huyện Vũ Thư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các tiêu chí sớm về đích huyện nông thôn mới. Tiếp tục bản tin thời sự tối nay với những tin tức quan trọng. Tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng với cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng và đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời tặng 10 suất quà cho học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Năm học qua, trường Trung học phổ thông Nguyễn Đức Cảnh tiếp tục có những bước phát triển vững chắc và bền vững. Tập thể đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn tặng cờ thi đua. Năm học mới 2019-2020, trường tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gia tăng tỷ lệ học sinh đoạt giải học sinh giỏi tỉnh và đỗ đại học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020 sẽ có khoảng 400.000 học sinh các cấp học của tỉnh Thái Bình sẽ bước vào năm học mới. Trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, tại 8 huyện thành phố đều đón sự quan tâm chúc mừng đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các cấp, các ngành và các địa phương. Lễ khai giảng năm nay tại các trường học của Thái Bình được tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện mục tiêu đảm bảo sức khỏe của các học sinh và bảo vệ môi trường. Đây cũng là năm học bản lề trước khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức triển khai chương trình và sách giáo khoa mới cho các em lớp 1. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Bình có nhiều sự thay đổi lớn, quy mô trường lớp học được bố trí sắp xếp lại theo hướng tinh gọn đầu mối. Mở rộng quy mô số lớp trên trường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm học vừa qua trong toàn tỉnh đạt 97,84%. Việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, các hoạt động trải nghiệm ngày càng được tăng cường đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung. Tại 8 huyện thành phố đều đón nhận sự quan tâm chúc mừng đặc biệt của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các cấp, các ngành và các địa phương với mong muốn các em học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nỗ lực học tập tốt. Các nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc, đạo đức lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện như trong thư chúc mừng tới ngành giáo dục trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Năm học 2019-2020, cùng với nguồn lực của nhà nước, Thái Bình sẽ tăng cường huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội hóa và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho dạy và học, tạo điều kiện để ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển vững mạnh và toàn diện. Ngày khai giảng là sự mở đầu có tác dụng tạo hứng khởi cho suốt một năm học với các em học sinh và các thầy cô giáo. Năm nay, sau đợt tuyên truyền mạnh về chống rác thải nhựa, nên hầu hết các trường trong tỉnh Thái Bình không dùng bóng bay nhưng vẫn không giảm đi niềm vui của thầy và trò. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng sẽ còn tốt hơn nữa nếu chấm dứt được tình trạng lãng phí và đặc biệt là tránh hình thức tại lễ khai giảng. Những chiếc rạp đầu tư quá cầu kỳ và công phu. Và tất nhiên, đi kèm đó là khoản kinh phí vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Điều này theo các bậc phụ huynh là không cần thiết. Việc dựng rạp là để tránh mưa hoặc nắng, đảm bảo về an toàn sức khỏe cho các cháu. Nhưng một số trường làm theo kiểu phô trương hình thức, như những năm gần đây cho thấy quá lãng phí. Cũng theo ý kiến của nhiều bậc phụ huynh, khai giảng điều cần nhất đó là tạo không khí vui tươi, hào hứng phấn khởi cho các em học sinh. Nên với những trường khai giảng kéo dài quá lâu, với các tiết mục văn nghệ đầu tư hàng tháng, đặc biệt là bài diễn thuyết với báo cáo quá dài dòng là điều không cần thiết. Thay vì tặng hoa có thể tặng sách, tặng vở nhân ngày khai trường như nhiều đơn vị đang thực hiện, như công ty Nicotech Thái Bình đã trao tặng vở cho các em học sinh nghèo vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập của trường tiểu học và trung học cơ sở Đông Xuân, huyện Đông Hưng. Tại lễ khai giảng, hòa chung với niềm vui tựu trường của thầy và trò, công ty Nicotech Thái Bình đã dành tặng 1.000 quyển vở cho các em học sinh của nhà trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nằm trong chương trình đồng hành chắp cánh ước mơ mà công ty đã thực hiện 3 năm qua. Trong năm học này,
công ty Nicotech Thái Bình dành tặng 22.000 quyển vở cho các em học sinh tại 22 trường trên địa bàn huyện Đông Hưng, Hưng Hà và Thái Thụy với trị giá gần 100 triệu đồng. Là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, nên công ty cổ phần Nicotech và các công ty thành viên luôn quan tâm đến con em nông dân nghèo, thực hiện tốt chính sách xã hội với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chào đón một năm học mới trọn vẹn. Cũng trong đợt này, công ty cổ phần Nicotech trao tặng gần 150.000 quyển vở cho học sinh nghèo tại 9 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng trị giá 800 triệu đồng. Với mục tiêu đảm bảo đời sống của người lao động và gia đình họ, nhân dịp đầu năm học mới 2019-2020, công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP đã tổ chức hoạt động tiếp bước con đến trường với tổng kinh phí 67 tỷ đồng. Rất nhiều món quà ý nghĩa đã được trao đến con em hơn 16.000 người lao động tại MXP. Chương trình Tiếp bước con đến trường là hoạt động thường niên được công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP tổ chức nhân dịp đầu năm học mới. Đây là một trong những việc làm ý nghĩa để khuyến học khuyến tài và cha mẹ yên tâm hoàn thành công việc. MXP đã trao quà đồng loạt tại 6 nhà máy tại Thái Bình cho gần 16.000 em học sinh là con em người lao động. Bên cạnh đó, MXP tổ chức chương trình gặp mặt các em học sinh có thành tích cao trong năm học 2018-2019 tại nhà máy MXP1. Ngoài những món quà ý nghĩa dành cho năm học mới, các em còn được trực tiếp tham quan nơi cha mẹ đang làm việc để hiểu và tự hào về công việc của cha mẹ đang nỗ lực mỗi ngày tại MXP. Chương trình Tiếp bước con đến trường của MXP còn mong muốn người lao động nhận thức rõ giá trị, tri thức là nhân tố quan trọng của thành công, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm giáo dục con cái, chuẩn bị cho thế hệ tương lai vững bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, cán bộ là tiền vốn của đoàn thể. Câu nói ví von của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm nhắc nhở mỗi tổ chức cơ sở đảng phải lưu ý, bất cứ chính sách, công tác gì, nếu có cán bộ tốt thì thành công. Do vậy, cán bộ phải là gốc của mọi công việc. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng. Ông Lê Hồng Hợp, Phó Bí thư chi bộ thôn Thái Hòa 1, xã Đông Hoàng, huyện Đông Hưng cho biết, khu vực này trước đây có 5 đến 6 hộ lấn chiếm làm lều trồng cây, gây ảnh hưởng tới dòng chảy con mương cũng như gây mất mỹ quan thôn xóm. Thế nhưng, với sự bền bỉ, tuyên truyền vận động thuyết phục, này đã được giải tỏa, trả lại mặt bằng như vị trí ban đầu. Ban công tác mặt trận thôn là cũng phải kết hợp với ban chỉ ủy là cũng phải đi lại nhiều lần để động viên. Và khi người ta đã nhận ra được cái tốt ấy, thì người ta cũng đồng tình, ủng hộ để chúng tôi giải tỏa. Phát huy vai trò người đứng đầu là cầu nối giữa đảng với nhân dân. Những người như ông Hợp đã luôn gần gũi và gắn bó với người dân ở địa phương. Để rồi thông qua việc lắng nghe, chia sẻ, ông sẽ bàn bạc thống nhất với cấp ủy, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho họ. Là những người cán bộ đảng viên mà những người đứng đầu mà người ta làm tốt các cái nhiệm vụ của trên thì là những người cán bộ, những người đảng viên ở cơ sở thì người ta cũng nói theo. Xã Đông Hoàng có 5 chi bộ thôn với trên 400 đảng viên. Trong công tác lãnh đạo quản lý, địa phương đã cố gắng thực hiện nhất quán các nguyên tắc, đưa mọi vấn đề cho nhân dân thảo luận và dựa vào ý kiến của nhân dân để tìm cách giải quyết những khó khăn vướng mắc. Có lẽ vì vậy mà năm 2018, xã Thuần Nông như Đông Hoàng đã về đích nông thôn mới mà không phải nợ công. Và có cái sự đồng thuận của nhân dân thì đảng bộ chúng tôi đến cuối năm 2018 đã vượt được cái chỉ tiêu đại hội đề ra. Cán bộ là gốc của mọi công việc. Đông Hoàng trong chặng đường xây dựng nông thôn mới tiếp theo của mình sẽ tiếp tục đoàn kết, thực hiện nêu gương người đứng đầu, hoàn thành tốt mục tiêu đề ra. Phát huy vai trò của những người đứng đầu đã góp phần giải quyết được những nhiều khó khăn vướng mắc tại cơ sở, tăng cường được mối đoàn kết trong các tổ chức cơ sở đảng và củng cố được niềm tin của người dân đối với đảng. Phần cuối bản tin thời sự là thời lượng dành cho những hình ảnh cảm xúc lắng động của đêm gala tiếp sức đến trường năm 2019 được truyền hình trực tiếp vào tối qua. Với ý nghĩa nhân văn và tinh thần lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, một lần nữa đã được kết nối và lan tỏa yêu thương. Thưa quý vị, ở ngôi nhà này và chiếc TV
đang tiếp sóng trực tiếp chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tại Gia Đình Luân chính là những món quà ý nghĩa mà các nhà hảo tâm của Gala Tiếp Sức Đến Trường năm 2018 dành tặng cho em. Và hôm nay, rất đông bà con lối xóm đã có mặt tại gia đình chung vui cùng em khi lần thứ hai Luân được tham dự chương trình ý nghĩa này. Nhà cửa thế này là cũng sưởi ấm cho cháu và cho cháu được tiếp bước đến trường. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa, nhất là được tổ chức vào năm học mới. Từ đây yêu thương sẽ được lan tỏa, được kết nối. Những ước mơ sẽ được nâng đỡ, được chắp cánh. Tôi mong muốn là có nhiều nhà tài trợ là nhiều hơn nữa là để có những chương trình để cho các em được cắp sách tới trường. Thành công của chương trình Tiếp Sức Đến Trường trong 2 năm qua không chỉ dừng lại ở việc thực hiện sứ mệnh là cầu nối nâng bước đến trường cho nhiều mảnh đời bất hạnh, mà còn tạo được hiệu ứng lan tỏa, nhận được sự quan tâm theo dõi của rất nhiều khán giả. Đây, chương trình này thực sự có ý nghĩa và tôi thấy rằng đài truyền hình Thái Bình cần phải nhân rộng mà cần phải tổ chức cái chương trình này nhiều hơn nữa và thường xuyên hơn nữa để cho các nhà hảo tâm, các đơn vị và tổ chức cá nhân có điều kiện để giúp đỡ các cháu có hoàn cảnh khó khăn để các cháu có một cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Các bạn đã là động lực để giúp em cố gắng hơn trong học tập. Các bạn khó khăn như thế còn có thể vượt qua được thì em chắc chắn sẽ có thể làm được. Tham gia chương trình gala này đều là những em học sinh thiệt thòi có hoàn cảnh rất khó khăn. Chính vì thế mà chúng tôi mong muốn rằng Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng như các cấp lãnh đạo sẽ duy trì hơn nữa cái chương trình đầy ý nghĩa mang tính nhân văn này và các em có thể được đến trường đúng như tinh thần của cái chương trình là Tiếp Sức Đến Trường. Chương trình Gala Tiếp Sức Đến Trường năm 2019 đã nhận được số tiền ủng hộ hơn 1,7 tỷ đồng. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn những món quà của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Thái Bình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đã trao đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang cần được giúp đỡ. Danh sách ủng hộ chương trình được chúng tôi thông tin trên các bản tin kênh truyền hình TBTV và fanpage của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.